Trường hợp chuyển sinh có thật, người đàn ông có ký ức 16 kiếp, dấu vân tay của anh ta còn trùng khớp với kiếp trước. Đây là một trong những trường hợp tái sinh đáng tin cậy nhất trên thế giới. Người đàn ông người Mỹ tên là Lee Allen, tự xưng là tái sinh của một diễn viên nổi tiếng đã qua đời. Kết quả điều tra đã cho thấy dấu vân tay của ông ấy thực sự giống hệt với diễn viên đã khuất. Nghiên cứu khoa học cho thấy trên thế giới hoàn toàn không có hai dấu vân tay giống nhau. Vậy nên, vân tay trở thành một phương tiện xác thực đáng tin cậy nhất để xác minh danh tính. Điều kỳ lạ hơn là Lee Allen còn nhớ rõ từng chi tiết về cuộc sống của mình trong suốt 16 kiếp. Một trong số đó thậm chí còn là người ngoài hành tinh. Liệu tái sinh có thực sự tồn tại không? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi hết video ngày hôm nay. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người để ekip của chúng mình có thêm nhiều động lực, ra thêm nhiều video ý nghĩa nhé. Xin cảm ơn và mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Dấu vân tay hoàn toàn giống nhau. Lee Allen sinh ra tại Philadelphia, Mỹ, thuộc thế hệ thứ hai trong một gia đình giàu có tiêu chuẩn. Điều kỳ diệu là dấu vân tay của ông lại trùng khớp hoàn toàn với một diễn viên nổi tiếng của Mỹ vào đầu thế kỷ 20 là Rudolph Valentino. Vào năm 1920, cái tên Valentino trở nên nổi tiếng khắp nước Mỹ với thể loại phim công. Các chuyên gia đã so sánh dấu vân tay của hai người và kết quả cho thấy dấu vân tay trên ngón tay của họ hoàn toàn giống nhau. Đây đúng là một phép màu của sinh học mà khoa học hiện đại cũng không thể giải thích được. Vì vậy, nhiều người đã chọn cách sử dụng siêu hình học để giải thích hiện tượng này. Lý do mọi người chú ý đến dấu vân tay của hai người họ là bởi một sự kiện rất huyền bí. Trong một lần bị thôi miên, Lee Allen đã vô tình đề cập đến việc kiếp trước của mình là Rudolph Valentino và những gì nói ra chính là tiềm thức của ông. Lúc đó, Lee Allen không chỉ nói kiếp trước của mình là Rudolph Valentino mà còn mô tả chi tiết về câu chuyện của Rudolph, như việc mẹ ông là người Pháp, còn ba là người Ý. Ngoài ra còn rất nhiều chi tiết về cuộc sống riêng tư của Valentino với một số anh chị, cùng một vài câu chuyện thú vị khi đóng phim. Nếu đó chỉ là những giai thoại về ngôi sao mà mọi người đều biết đến, thì có lẽ họ vẫn không tin vào lời nói của Valentino. Nhưng ngoài ra còn một số điều vô cùng bí mật được đề cập trong trạng thái thôi miên, đã làm tăng đáng kể mức độ tin tưởng. Khi đó có người đã liên lạc với nhiếp ảnh gia chính thức của bộ phim nổi tiếng The Chief. Vị nhiếp ảnh gia đã hỏi Lee Allen, lúc ấy đang trong tình trạng bị thôi miên, rằng có bao nhiêu người đã có mặt trong buổi quay phim đầu tiên, có xảy ra điều gì không? Sau khi suy nghĩ một lúc, Lee Allen đã nói, lúc đó chỉ có mình tôi và ba người kia, tổng cộng là bốn người lái xe qua đó. Giữa chừng vì rớt mất một bánh xe nên chúng tôi đã suýt gặp tai nạn xe hơi. Sau đó ông còn kể tên ba người kia, thậm chí còn có cuộc trò chuyện giữa họ. Những lời nói của Lee Allen làm cho nhiếp ảnh gia rất sốc, bởi vì họ chưa bao giờ nói với ai về những chuyện đó. Vậy nên, làm sao Lee Allen có thể biết được nhiều như vậy? Vị nhiếp ảnh gia nhìn Lee Allen một cách cẩn thận, nhưng ông không thấy bất kỳ điểm giống nhau nào giữa ông và Valentino. Nhưng sao dấu vân tay lại giống nhau đến vậy? Ngay sau đó, một chuyên gia về chữ viết đến và yêu cầu Lee Allen trong tình trạng thôi miên viết tên Rudolph Valentino. Sau đó, chuyên gia đã so sánh chữ viết này và chữ ký trước đây của Valentino. Kết quả cho thấy, hai chữ ký cũng giống nhau đến khó tin. Tiến sĩ Ivan Modest, người chịu trách nhiệm thôi miên cho Lee Allen, nói rằng ông đã theo dõi Lee Allen liên tục trong 5 năm qua và tin rằng đây hoàn toàn không phải là giả mạo. Dù những gì Lee Allen kể trong tình trạng thôi miên nghe có vẻ khó tin được. Một vị tiến sĩ Ấn Độ có chuyên môn về luân hồi cũng cho rằng Lee Allen là một trường hợp rất đặc biệt, không thể giải thích bằng khoa học. Nhưng đó chưa phải là điều kỳ diệu nhất, bởi vì trong tình trạng thôi miên, Lee Allen còn sở hữu ký ức về 16 lần tái sinh của mình. Liệu điều này có thực sự xảy ra hay không? Một bác sĩ y khoa người Mỹ vào những năm cuối đời đã chuyển hướng nghiên cứu về luân hồi và xuất bản quyển sách về một bệnh nhân có ký ức từ 16 lần tái sinh. Trong đó có một kiếp là Pharaoh Ai Cập được nhận diện bởi các nhà ngôn ngữ học. Liệu điều cuối cùng của khoa học có thực sự là thần học không? Người đàn ông có ký ức từ tiền kiếp. Tiến sĩ học Brian Weiss của trường đại học Yale, Mỹ là một bác sĩ có kinh nghiệm lâm sàng phong phú và kiến thức học thuật vững chắc. Ban đầu ông là một người theo chủ nghĩa vô thần kiên định. Tuy nhiên,
Sau khi xử lý nhiều trường hợp tâm thần, ông bắt đầu tin vào lý thuyết tái sinh luân hồi. Sau nhiều năm điều tra nghiên cứu, ông đã viết cuốn sách Nghiên cứu về luân hồi. Cuốn sách sau khi được phát hành đã nhận được sự ủng hộ từ rất nhiều đồng nghiệp, bởi họ cũng đã xử lý qua các trường hợp tương tự. Nhưng vì quá huyền bí, họ hoàn toàn không dám công bố, bởi điều này có thể ảnh hưởng đến danh tiếng và uy tín của họ. Trong cuốn sách của tiến sĩ Wise, có một trường hợp điển hình nhất, Lee Allen cùng ký ức 16 lần tái sinh. Đầu video, chúng ta đã đề cập đến ký ức của kiếp trước của Lee Allen, chính là nam diễn viên Rudolph Valentino từ thế kỷ 20. Nhưng điều làm người ta ngỡ ngàng nhất chính là trong ký ức tiền kiếp của Lee Allen có cả ký ức về một vị pharaoh. Người ta nói rằng khi còn nhỏ, Lee Allen thích mặc áo choàng tắm và đội mũ pharaoh, giả dạng thành vị vua của Ai Cập. Thậm chí khi đến trung học, ông vẫn tiếp tục thích làm điều này. Sau đó do không thích học hành, Lee Allen đã tự ý bỏ học, bắt đầu tham gia vào hoạt động kinh doanh của gia đình. Trong một lần ông cảm thấy tinh thần mệt mỏi nên đã tự liên lạc với bác sĩ Ivan Moders, bắt đầu điều trị bằng phương pháp thôi miên. Không ngờ vừa bị thôi miên, Lee Allen đã nói một cách kiêu căng bằng giọng điệu khó chịu, một số từ mà họ hoàn toàn không hiểu được. May mắn thay, Moders đã ghi âm lại và chuyển đoạn ghi âm này cho giáo sư ngôn ngữ tại Đại học Tiểu bang Mariana. Thông qua dịch thuật, họ tin rằng Lee Allen đã nói một đoạn tiếng Ai Cập cổ với nội dung "Hãy cúi đầu một cách khiêm tốn, đừng nhìn thẳng vào vị vua của các ngươi." Hóa ra, Lee Allen đã kể về ký ức của kiếp trước khi bị thôi miên. Lúc đó, ông là người cai trị cao nhất của Ai Cập vào năm 341 trước công nguyên. Mặc dù chỉ trị vì trong vòng 4 năm, nhưng tên của ông cũng được ghi lại trong lịch sử Ai Cập. Đó chính là Pharaoh Kallikrates. Vậy làm thế nào để chứng minh Lee Allen không nói dối? Mọi người lúc đó đã nghĩ ra một cách, đó là yêu cầu Lee Allen viết những chữ tượng hình lúc bấy giờ. Sau khi chuyên gia kiểm tra thì thấy những chữ này được viết một cách rõ ràng thành thạo, thậm chí đến các chuyên gia cũng không thể viết ra những chữ như vậy. Rõ ràng cách viết chữ ấy chỉ có thể đạt được sau khi luyện tập trong một thời gian dài. Tiếp theo, họ yêu cầu Lee Allen kể về những sự kiện của thời đại ấy và một số chi tiết về Pharaoh Kallikrates. Trong tình trạng thôi miên, Lee Allen cũng trả lời một cách lưu loát. Vào thời điểm đó, Internet chưa phổ biến, nên những thông tin này không dễ dàng để người thông thường hiểu được. Vậy Lee Allen làm sao lại biết điều đó? Có người nghi ngờ rằng Lee Allen có thể đang giả vờ bị thôi miên. Thực chất, đó là ảo ảnh mà ông ta đang cố tình tạo ra. Tuy nhiên, các nhà khoa học đã sử dụng sóng não để giám sát Lee Allen. Kết quả chứng minh, ông thực sự đang kể về ký ức kiếp trước trong trạng thái mê sảng. Câu chuyện về ký ức tiền kiếp của Lee Allen trở nên khó hiểu hơn bao giờ hết. Vậy ngoài diễn viên Rudolph Valentino và Pharaoh Kallikrates, thì ông còn có những ký ức tiền kiếp nào khác hay không? Ký ức xa lạ của người ngoài hành tinh. Mặc dù không thể chứng minh bằng khoa học, nhưng câu chuyện của Lee Allen vẫn thu hút sự quan tâm của vô số người. Ngoài hai trường hợp chúng ta vừa nhắc đến, thì Lee Allen còn có rất nhiều ký ức kỳ lạ khác. Như trong một lần hôn mê, ông đã nói rằng bản thân từng tham gia nội chiến Hoa Kỳ. Tên của ông lúc ấy là Brett, sinh ra ở Georgia. Nhưng vào năm 1863, khi mới 16 tuổi, ông đã hy sinh trên chiến trường. Những thông tin này đã được các nhà sử học xác minh thông qua danh sách quân nhân tham gia chiến tranh nội chiến. Người bình thường như ông chỉ là một trong hàng chục nghìn quân lính, không có gì đặc biệt. Vậy Lee Allen làm thế nào để biết những thông tin này? Nếu không có hiểu biết trước hoặc cố tình bịa đặt, thì việc duy nhất có thể giải thích trường hợp trên chính là Lee Allen thực sự có ký ức về kiếp trước. Ngoài ra, Lee Allen còn nhắc đến kiếp trước của mình là một người da đỏ, có tên là Sigoya. Mặc dù không thể kiểm chứng được các sự kiện liên quan đến người bản địa Mỹ, nhưng những mô tả của Lee Allen về địa hình vùng đó sau này đã được xác nhận là chính xác. Trong một lần khác, Lee Allen cũng chia sẻ rằng mình đã chứng kiến Chúa Giê-xu bị đóng đinh vào thập tự giá. Khi đó, ông ấy là một nô lệ Do Thái. Tuy nhiên, việc xác minh những sự kiện này từ hơn 2.000 năm trước, đặc biệt liên quan đến thần thoại là điều vô cùng khó khăn. Nhưng đó chưa phải là tiền kiếp ấn tượng nhất của Lee Allen, bởi ông còn nhắc đến việc mình không phải là người trái đất. Trong một lần hồi tưởng, Lee Allen nói rằng ông là một thực thể sống ở sao Hải Vương trong hệ mặt trời mang tên Nolan. Đó không phải là dạng người, mà là năng lượng tâm linh. Vào thời điểm đó, ông đã theo đoàn đến trái đất khi ở đây vẫn chưa có con người, chỉ toàn cảnh quan tràn đầy sức sống. Tuy nhiên, ông đã qua đời trong một vụ nổ hạt nhân. Nếu đây là sự thật, thì chứng tỏ trên trái đất đã sớm phát triển nền văn minh.
nhiều di tích mà chúng ta không thể hiểu được có thể đều là sản phẩm của một nền văn minh trước đó. Sau này vì muốn chứng minh những điều ông nói là sự thật, nên mọi người đã yêu cầu Lee Allen viết ra những văn tự của thời đại trước. Lee Allen đã viết ra rất nhiều ký hiệu theo chỉ dẫn, cũng truyền đạt nhiều kiến thức, nhưng thực tế không có ai có thể hiểu chúng. Câu chuyện về người tiền kiếp Lee Allen cũng đã gây nhiều tranh cãi lớn. Những người tin thì cho rằng điều đó thật kỳ bí. Những người không tin thì cho rằng tiến sĩ Brian West chỉ đang phô trương một vấn đề ảo tưởng. Bạn có nghĩ rằng luân hồi thực sự tồn tại và có người vẫn nhớ về ký ức tiền kiếp? Hãy cùng để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận. Đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ Tâm Linh Cuộc Sống vào 8 giờ mỗi ngày. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại.